em hãy chấp nhận làm vợ của anh nha. Trên cuộc đời này chỉ có em mới xứng đáng là vợ của anh thôi. Giấy đăng ký kết hôn em ký vô đi. Không ngờ thằng Cường nó lại tham lam như vậy. Con gái mình từ ngày lấy nó tới bây giờ có được ngày nào hạnh phúc trọn vẹn đâu chứ. Tôi nghĩ nó giữ con Quỳnh chưa chắc gì nó chăm sóc tốt đâu, mà nó chỉ muốn giam lỏng để thực hiện ý đồ của nó thôi. Bà bình tĩnh đi. Mình phải tìm cách, chứ không thể tùy tiện mà hành động được. Bởi vì cái thằng Cường nó là cái thằng mưu mô xảo quyệt. Mình phải hết sức bình tĩnh, tìm cách để mà đối phó với nó. Con nghĩ là ba nói đúng đó. Tạm thời mình coi như là mình không biết chuyện gì hết, cứ nói chuyện nhau bình thường, rồi mình tìm cách đưa chị hai mình về. Bây giờ vậy đi, để con gọi điện con thăm dò ổng coi sao. Mọi người im lặng nha. Ủa, anh Cường hả? Anh đang bận gì không? Mình nói chuyện xíu được không? Anh có việc ra ngoài chút rồi em. Có gì không em? Em với Quyên tính qua thăm chị hai. Quang ơi, chắc bữa khác được không em? Tại vì chị Quỳnh chỉ đang mệt lắm. Mà hôm nay cũng có ba mẹ qua thăm chị Quỳnh rồi. Tại vì em có mua một số đồ thiết yếu cho chị mà. Em muốn anh em qua cho chị. Không phải, anh nói em hiểu không? Là chị Quỳnh chỉ đang rất là mệt, chị không có muốn gặp ai đâu. Hay là để vài bữa nữa đi, chị Quỳnh khỏe đó, rồi cái anh báo tụi em qua thăm ha. Biết đâu á, chị hai gặp tụi em thì chị hai tâm sự được, giải tỏa được thì sao? Thôi vậy ngày mai tụi em qua thăm đi ha. Vậy thôi chứ biết sao giờ. Thôi, anh làm việc đi. Rồi em, rồi, bye em. Ông tìm cách khoai thác đó ngày mai đó. Chuyện của con Quỳnh à, qua bên đó đi rồi tính. Bây giờ bà với thằng Quang đừng có làm quá bức dây động rừng. Mình cố gắng chịu đựng đi. Giám đốc cho họp khẩn như thế này chắc là có chuyện gì. Hôm nay tôi cho cuộc họp khẩn cấp như vậy là tôi có điều muốn nói. Tôi muốn thay đổi vị trí nhân sự trong ban giám đốc, mà cụ thể ở đây là vị trí của anh Cường phó giám đốc. Tôi khoan đã. Ủa, sao chú Phúc lại xuất hiện ở đây? Sao chú lại tới đây? Bình thường những cuộc họp như vậy chú và ba đâu có tới. Hôm nay tôi có việc cần nói. Mời chú. Với số cổ phần đang nắm giữ, tôi xin tuyên bố kể từ hôm nay tôi sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Minh Quang. Sao lại có chuyện này? Vậy còn chú Mào thì sao?
Cổ phần của anh Phúc ở trong công ty á ít hơn chú Màu. Tại sao anh lại làm chủ tịch hội đồng quản trị? Hôm qua thôi. Hôm nay tôi vừa nhận được sự ủy quyền của một cổ đông lớn, nên số cổ phần của tôi đã vượt qua ông Màu rồi. Và tôi đủ điều kiện để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Và với cương vị là chủ tịch, tôi sẽ cơ cấu lại nhân sự trong ban giám đốc. Tôi quyết định bổ nhiệm một giám đốc mới để thay thế cho cậu Quang đây. Là ai vậy? Là ai vậy? Mọi người cứ bình tĩnh. Mời tân giám đốc. Xin chào chủ tịch. Chào mọi người. Là anh à? Bất ngờ ha. Tránh chỗ khác đi. Chúc mừng cậu. Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng. Đây là cậu Cường, tân giám đốc, người đang nắm giữ 20% cổ phần của công ty chúng ta. Với cương vị mới này, đồng nghĩa với trách nhiệm sẽ nặng nề hơn. Nhưng tôi xin hứa, tôi sẽ luôn cố gắng cùng với mọi người để đưa công ty ngày càng phát triển hơn nữa. Còn về phần Quang, tôi tin là dù ở bất cứ vị trí nào thì Quang cũng sẽ nỗ lực hết mình. Phải không em? Anh nói đúng. Tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ công ty này trước những con người có âm mưu xấu xa, hiểm độc. Chúng ta bắt đầu cuộc họp ha. Cuộc họp này không cần sự có mặt của em. Ra ngoài đi. Xin mời chủ tịch. Mọi người, chúng ta bắt đầu đi. Ba. Ủa, sao vậy sớm mà con? Tình hình họp hội sao rồi? Ảnh nhanh hơn mình một bước rồi. Bây giờ công ty á, chú Phúc còn làm chủ tịch, chú Phúc còn bổ nhiệm ảnh làm giám đốc thay cho con nữa. Nè, hai cha con đang nói chuyện gì vậy? Ai thay thế cho con? Quang à, con nói hết mọi chuyện cho mẹ biết đi. Ba con nói là bữa nay trong công ty họp cổ đông để phế chức của anh rể con. Làm sao? Chú Phúc và anh Cường cấu kết với nhau chiếm đoạt công ty mình. Bây giờ gia đình mình không còn tiếng nói trong cổ đông nữa. Trời đất ơi, nhưng mà tại sao thằng Cường lại làm như vậy chứ? Trước giờ gia đình mình đối xử với nó đâu có tệ đâu. Tức thiệt, chỉ cần nhớ hơn một bước là được rồi. Mẹ, ba, anh ba, con mới về, mọi chuyện sao rồi? Con hay quá ha. Trong nhà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, đợi sắp mất hết tới nơi rồi mới dắt mặt về làm sao? Dạ, dạ con xin lỗi, nhưng mà con vừa mới nghe tin là con chạy về liền luôn nè. Mẹ đừng có la con nữa mà mẹ. Bây giờ không la con thì la ai đây? Hả? Công ty thì bị thằng Cường cướp rồi, chị hai con thì chưa biết làm sao hết. Mà con thì chỉ biết nghĩ cho chuyện của riêng mình thôi. Tự hỏi mẹ không la làm sao được? Dạ không, con không có. Thôi thôi thôi, muốn la muốn rầy gì đó tính sao? Bây giờ đó, lo cái chuyện đi rước con Quỳnh về, càng sớm càng tốt, chứ để lâu càng nguy hiểm. Con đi đi với ba. Tôi cũng đi nữa. Ở trên lầu, đi lên. Khoan đã. Nói vậy ra là đập ổ khóa vô luôn hả? Sao không bấm chuông để ra mở cửa? Anh thôi đi, bấm chuông gọi điện, anh có mở cửa đâu. Anh đừng có diễn nữa. Tất cả chúng tôi biết hết bộ mặt giả dối của anh rồi. Ngày hôm nay gia đình tôi đến đây để đòi chị Quỳnh lại. Biết rồi thì càng tốt, đỡ mất công làm màu. Mệt quá. Công ty cậu cũng đã chiếm rồi, bây giờ hãy trả con gái lại cho tôi đi. Nó đang ở trên phòng đúng không? Tôi đưa con Quỳnh về. Quỳnh không đi đâu hết. Tao là ba của nó, tao có quyền đưa con tao về. Ba vợ, về mặt pháp luật, tôi
mới là người giám hộ trực tiếp của Quỳnh. Ngoài tôi ra không có ai được quyền đưa vợ tôi đi đâu hết. Nó là con của tao, tao phải đưa nó về nhà tao, biết chưa? Tôi sẽ kiện mấy người cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Cả nhà tôi đã nhìn lầm cậu. Ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ vẻ là người tốt, vậy mà bên trong lại mưu mô cấu kết với người ngoài để biển thủ tiền rồi chiếm đoạt công ty. Bây giờ còn giam con gái của tôi ở đây để hành hạ nữa. Cậu có còn là con người hay không? Những gì cần nói tôi nói hết rồi. Mấy người đi về đi. Khi nào đủ thẩm quyền pháp lý đấu lại tôi á thì hãy tới đây. Ông trời ơi, đúng là nuôi ông tay áo mà. Nuôi ông tay áo hả? Bà nhớ lại đi, bà đối xử với tôi như thế nào, bà nói cái gì với tôi nhớ hết. Dạ, con mời mẹ ngồi. Không cần. Đã bước chân vào làm rể trong cái nhà này rồi thì cậu cần phải biết thân biết phận của mình, chứ không có cái kiểu ngồi chễm chệ ở đây uống rượu để tận hưởng sự sung sướng đâu. Dạ, con xin lỗi mẹ. Mẹ, thật sự là con ở rể nhà mình, nhưng mà con cũng rất cần cái tình cảm của gia đình mình mẹ. Có như vậy thì con mới đủ tự tin. Con làm việc ở trong công ty rồi nhân viên nó không có coi thường con nữa. Vậy sao? Cậu có biết tại sao tôi nói với cậu như vậy không? Tại vì những cái thể loại tham phú phụ bần không bao giờ được gia đình tôi đón nhận nồng nhiệt đâu. Mẹ, tôi biết cậu đã từng bỏ rơi một cô gái nghèo để đến với con Quỳnh nhà tôi. Như vậy thì còn có thể có lý do nào khác ngoài tiền? Mẹ à, con xin mẹ đừng có nói như vậy mà. Con yêu Quỳnh thật lòng mà mẹ. Thôi đi, cậu có thể qua mặt được người khác, không bao giờ qua mặt được tôi đâu. Nói thật là tại con Quỳnh nó quá yêu thương cậu, và nó đã lỡ, cho nên tôi mới phải chấp nhận cậu thôi. Chứ tôi thừa biết cậu vào nhà tôi chỉ là chó chui gầm chạng, đĩa đeo chân hạt, chuột sa hũ nếp mà thôi. Thôi được rồi, bây giờ nếu như cậu muốn tôi tôn trọng và yêu quý cái thằng con rể như cậu á, thì trước hết cậu phải làm thật tốt công việc ở trong công ty, rồi sau đó phải biết ngoan ngoãn hỗ trợ cho ba vợ và em vợ của mình, thì mai ra tôi mới có cái nhìn khác hơn về cậu. Nếu không, cậu mãi mãi chỉ là thằng con rể ăn bám gia đình vợ mà thôi, cậu biết chưa? Còn cái ly rượu này, nó không xứng đáng dành cho loại người như cậu. Đừng có vội mừng. Anh đừng có ăn nói như vậy. Còn ba, còn tôi nữa, cả nhà này đều thương yêu anh, coi anh như anh ruột mà. Đúng, riêng chuyện này tôi công nhận. Đúng là ông và vợ có thương yêu tôi, nhưng không trọn vẹn. Cái lúc ông qua làm bánh mì, tôi cứ nghĩ trong đầu tôi là ông sẽ cho tôi làm giám đốc một vài chi nhánh nhỏ, nhưng mà không, hoàn toàn không. Ông giao hết thẩm quyền cho thằng con trai ruột của ông. Tôi là cái gì? À, tôi chỉ là một thằng rể, sống trong nhà mấy người như chó chui dầm chạng, không bao giờ được là quyền của một con người hết. Cái thằng khốn nạn này. Mày đánh tao đi, đánh đi, tao sẽ kiện mày cái tội hành hung người khác. Kiện hả? Mày kiện tao đi. Cái tát này là tôi trả nợ ân tình ông đã yêu thương tôi bao lâu nay, không có lần thứ hai đâu. Mày là cái thằng ăn cháo đó bác, tao thách mày kiện tao đó. Mình đi mẹ. Ba, uống miếng nước trà đi ba. Thank you.
trà bà. Mẹ con sao rồi? Dạ mẹ mệt lắm, hóc xương hết mắt luôn, bây giờ mệt quá ngủ rồi. Nhớ gần gũi mẹ con, chăm sóc an ủi bà để bà buồn tội nghiệp. Dạ con biết rồi ba. Ông Cường bây giờ lật bàn gửi như vậy, chắc chắn lần sau ông sẽ không cho gia đình mình đến thăm chị Hai đâu. Cái ông Cường này tức thiệt, càng nghĩ càng không thể ngờ ông lại là một con người như vậy. Vậy mà từ trước đến giờ mình đã sống chung với ông trong gia đình. Chắc bà phải nhờ tới pháp luật can thiệp để giành quyền giám hộ đưa chị con về. Con có một thằng bạn, nó làm luật sư, nó rành về mấy vụ án vậy lắm, để con liên lạc với nó sau. Ba, anh ba, con nghĩ vậy nè, hay là bây giờ con sẽ tìm cách để qua bên chỗ ông Cường thám thính tình hình coi làm sao. Ba với anh ba thấy được không? Có được không đó? Em nghĩ được mà. Nếu mà là anh với ba á, thì thế nào cũng sẽ đề phòng. Nhưng mà nhiều khi á, ngu ngu ngơ ngơ như em á, ông sẽ không có để ý đâu. Từ trước đến giờ ở trong nhà á, em với ông cũng không có hiềm khích gì với nhau. Dù sao thì ông cũng mến em. Có khi nào ông sẽ niệm tình xưa mà cho con vô thăm chị Quỳnh đó. Ba thấy Quỳnh đi vậy có được không ba? Chắc phải vậy thôi, không còn cách nào khác hơn đâu. Nhưng mà con phải hết sức thận trọng nha. Có chuyện gì xảy ra nhớ điện thoại cho ba liền. Dạ con biết rồi, ba yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức. Anh hẹn tôi ra đây, có chuyện gì anh nói đi. Tôi không ngờ anh lại bắt tay với thằng Cường. Tôi nói cho anh biết, thằng Cường nó là người không tốt. Không ngờ cha vợ là đi nói xấu con rể. Từ xưa tới giờ lúc nào tôi coi thằng Cường cũng như là con ruột tôi vậy. Nhưng gần đây á, tánh tình nó thay đổi nhiều quá. Thay đổi? Tôi thấy Cường thay đổi gì đâu. Thậm chí cậu ta dạo này còn dễ thương hơn lúc trước nữa kìa. Nhưng mà nói cậu ta xấu, xấu ở chỗ nào? Tôi chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng là người cha sống chung với nó bao nhiêu năm, tôi hiểu tánh tình của nó. Tôi sợ sau này nó sẽ làm hại tới anh, chỗ bạn bè lâu năm. Anh tin tôi lần này đi. Bạn bè? Anh nhìn lại cách cư xử của gia đình anh đi. Cường á, nó có hại tôi như thế, tôi cũng chưa biết. Còn thời gian vừa qua, gia đình anh đã làm tổn thương gia đình tôi như thế nào? Vì ai? Vì ai mà con gái tôi phải đau khổ tuyệt vọng hết lần này đến lần khác vậy? Chuyện tình cảm giữa thằng Quang với con Ngọc không thể nào miễn cưỡng và gượng ép được đâu anh. Vậy thì anh cũng đừng miễn cưỡng gượng ép tôi phải nghe theo lời của anh. Nếu anh còn nói cái chuyện này nữa đó, thì xin phép anh tôi đi trước đây.